Xin chào các bạn, hôm nay thôi sẽ gửi đến các bạn phần 1 của bộ truyện Cô vợ cảnh sát của Trùng Giờ Màu của tác giả Mộng thừa Nhì Các bạn đừng quên like, ủng hộ cho tôi, share, chia sẻ cho bạn bè Và sắp quay kênh truyện để cập nhật những phần tiếp theo sớm nhất của bộ truyện này nhé Chúc các bạn có những giây phút thư giãn sau khi nghe truyện Giới thiệu Hôm nay, chỉ tiêu đề Ngũ ra tử mộ tranh sai rượu làm càn Sau khi bị cảnh sát gọi lại kiểm tra Đã mượn rượu trắng bảo là nước hoa Vun đầy người mình đã làm cho trên diễn đàn kinh thành hoa hoa công tử dậy sóng. Chuyện này cũng chưa tính là gì. Vừa đến giờ ta làm, anh lại tiếp tục đi tìm người kia để bám dính. Kết quả là gì? Chính là chấp mê bất ngủ mà dày không buông. Tất cả anh em thúc giục. ngủ ra, anh chị nhanh như vậy làm gì? Anh em đều đang đợi gặp mặt anh đấy. Từ mộ tranh. Anh em à, bọn cậu giải tán cả đi. Anh đang cùng chị dâu ăn khuya, không sẽ đến gặp bọn cậu đâu. Tắt gì động, anh lại tiếp tục áp gương gần khóe miệng chấm chấm cổ ní ốt. Cú đấm này Thật mẹ nó, cô ấy xuống tay không khoan nhượng Một câu tóm tắt Bởi vì con đường này dẫn đến trái tim của em Ngay cả khi nó là đường một chiều Tôi cũng sẽ vì em ngược chiều mà đi Cuối mùa thu Vừa trải qua cơn mưa nên bầu trời xanh ngắt Trong không khí thoang thoảng Xe lẫn mùi hoa cưới nhẹ nhẹ Thời tiết Bắc Kinh hiếm khi tốt như vậy Đúng giờ cao điểm tan tầm Xe cộ đổ ra đường đông như kiến Ngay tại ngã tư là táp dừng xe lại Nhìn ra bên ngoài Chợt mí mắt phải nháy liên tục Cô đem ngón tay lên ngăn chặn mí mắt Bên ghế phụ Chu Nghiên vẫn đang miệt mài trang điểm Vừa ghé mắt vừa lấy nhìn đèn giao thông nhắc nhở Làng làng đèn xanh Lạc táp chống cảm nhìn sang ngã tư bên kia Nói Bây giờ hướng đông tây xe cô lưu thông quá nhiều Để bọn họ đi trước vậy Chu Nghiên lúc này mới nhìn sang Thấy một cảnh sát giao thông đang trượt ban Ra hiệu cho những chiếc xe hướng đông tây đi trước Ồ oh, hôm nay là tiểu hạ trừ ban hả Lạc táp ừ một tiếng Tiểu Hòa, Chu Nghiên và cô đều là đồng nghiệp, cùng thuộc trung đội 2 của đội cảnh sát giao thông cửa động. Tối hôm qua, cô cùng Chu Nghiên trở ban, hôm nay vừa tan ca. Chu Nghiên tiếp tục trước mascara, không quên nói chuyện phiếm. Em nhìn xem, tiểu hạng của đội chúng ta quả là cực phẩm, từ khuôn mặt cho đến dáng người nhìn rất đẹp mắt. Không khỏi thở dài. Chị đây giúp ngày ngắm nhìn ông trông già nhà mình, cũng có ngày nhìn không nổi nữa, không khéo hai mắt chị mù luôn. Lạc táp. Vậy sao lúc trước chị còn đồng ý gả cho anh ấy? Chu Nghiên, là do chị động lòng chắc ẩn, muốn cứu vớt danh tiếng truyền của nhà bọn họ. Ai biết đâu, không những cứu vớt thất bại, còn bị kéo trùng xuống nước. Nhìn con trai của ông chồng nhà mình, không uổng cùng mối khuôn mẫu đúc ra. Chúa xong mascara, Chu Nghiên hỏi lập táp. Em xem thử lông mi chị chút đã đẹp chưa? Cái này là chồng chị nhờ vợ của bạn học đi công tác nước ngoài, tiện thể mua tặng chị đấy. Nghe nói trước sau mùa phát thì mi ngắn gỡ nào cũng dài ra, còng vuốt. Lạc Tam liếc mắt xem xét một chút, ra vẻ kinh ngạc. Đây là chút rồi hả chị? Sao em thấy vẫn ngắn như trước thế nhỉ? Chú Nghiên. Cô nàng hít đôi mắt lại, hùng hăng lấy Lạc Tam một cái, bổ một tiếng, khép gương trang điểm lại. Lạc Táp không nhịn được, bật cười thành tiếng. Sau đó mí mắt phải của cô lại dần dật đèn đã chuyển sang màu xanh. Bên này, tiểu họa cho chiếc xe của các cô đi. Ngay khi chiếc xe vừa đến nhà hàng, Lạc Táp nhìn Chú Nghiên hỏi. Đã hai ngày nay chị không về nhà ăn cơm rồi đấy, lại tiếp tục ăn ở bên ngoài rồi mới về hả chu nghiên hai ngày nay con trai chị phải khai sữa chờ nó ngủ rồi mới về được nếu không nó thấy chị sẽ nháo lên đòi bú tại tầng dưới nhà hàng vẫn vả lắm nhưng chưa tìm được chỗ để dừng xe bỗng nhiên lạc táp dừng lại nhìn về phía bên trái đằng trước làm sao vậy chu nghiên nhìn theo tầm mắt của cô lạc táp không có gì nhìn sang chiếc xe đang đỗ bên kia đó là một chiếc xe vỉa giãm màu trắng trông rất sảnh điệu Nhìn biển số cùng chiếc xe đều lóa mắt Bốn số liên tiếp nhau Đây chưa phải là vấn đề Vấn đề là chiếc xe này chắn ngay trước cửa của lối thoát hiểm Trương Nhiên cười Bệnh nghề nghiệp lại tái phát hả Hôm nay không phải em trừ ban Chẳng lẽ em còn muốn quay về đơn vị thay đồng phục Lấy hóa đơn đến phạt hả Sau đó thúc giục cô Em gái à Trước tiên chúng ta phải kiếm chỗ đậu xe đã Xe chúng ta cũng đang chiếm chỗ đấy Sau đó xuống dưới xem tình hình sao rồi Báo cho trung tâm để họ liên hệ với chủ xe xây dựng nó đi Lạc táp để phải kiếm chỗ dừng xe trước Khu vực đậu xe trước sau đều đã đẩy Cô đang loay hoay kiếm một khoảng trống để dịch xe vào Trong lòng nghĩ ngợi Làm sao để bán cho chủ chiếc xe kia dịch đi Cô biết rất nhiều người đều có chung suy nghĩ Tùy ý dựng ngay trước nếu thoát hiểm một chút Cũng không có gì quá đáng Nhưng vạn nhất xảy ra hỏa hoạn Hoặc có chuyện gì gấp liên quan đến mạng người Chỉ cần trì hoãn một phút đồng hồ thôi Thì có nguy cơ làm chết bao nhiêu mạng người rồi Lạc táp dừng xe Nhìn vào chiếc xe kia chưa kiên nhẫn cũng dần mất đi Đến ăn cơm thôi đâu cần gấp như vậy Dựng chỗ nào không dựng Dựng ngay trước lối thoát hiểm là sao Đột nhiên chu nghiên hết một tiếng Như thể gặp được thần thánh phương nào rất kích động Nhìn xem mau nhìn xem Lăng lăng xoáy ca xoáy ca Như thể mấy năm qua chưa thấy được đàn ông vậy chu nghiên nhanh chóng lấy diễn động ra chụp ảnh lạp táp chuyên tâm đậu xe Không có tâm trạng thưởng thức người gọi là xoáy ca kia Hoàn toàn không có hứng thú Chu Nghiên chụp xong còn phóng to hình ra mà nhìn, thì ra khi đàn ông mặc sơ mi đỏ cũng có thể đẹp như thế, còn mang theo cảm giác cấm dục không kiềm chế được. Ôi mẹ ơi, đứng hút thuốc thôi cũng xoáy nữa. Người đàn ông đó đang đứng dựa vào chiếc xe thể thao màu đen, bộ dáng rất lười biếng, đôi mắt hẹp dài, chiếc cằm sắc bén, tầm mắt lờ đãng nhìn xung quanh, tay trái kẻ điếu thuốc, trong miệng chậm rãi phồn khói, khói trắng phả ra ngoài, gió thổi nhẹ qua, nhanh chóng than theo. Đột nhiên, người đàn ông đó quét mắt qua chỗ này, Chu Nghiên cũng không để ý, tiếp tục chụp. Lang lang, người này đúng là cực phẩm nhất trong các loại cực phẩm. phụ nữ chỉ cần nhìn qua đảm bảo khó có thể quên. Từ tay, chân đến toàn bộ cơ thể, cùng khuôn mặt đều thuộc hình mẫu đàn ông mà phụ nữ thời này mê đắm. Chỉ cần giọng nói nữa thôi thì đúng là hình mẫu vàng rồi. Sau đó, Trương Nghiên đem điện thoại điều chỉnh góc độ. Đáng tiếc còn chưa kịp chụp tiếp, người nọ đã dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, kéo cửa ra ngồi vào trong xe. Cô đành phải thôi. Thu hồi di động, Trương Nghiên nhìn lại các bức hình mình đã chụp cũng không biết giọng nói của anh ta ra sao nếu là thanh âm dễ nghe anh ta hồi tủ đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông chân chính trong lòng các cô gái lạc tam rốt cuộc cũng tìm được chỗ đầu xe lúc này mới phản ứng chu nghiên chị chụp hình đàn ông khác rồi lưu trong điện thoại không sợ chồng chị hiểu lầm à chu nghiên chồng chị rất tin tưởng chị luôn tin chắc chị sẽ không bỏ anh ấy cô nàng lựa chọn những ảnh chụp không đẹp xóa đi chị chụp là cho con trai của chị xem nghe ông bà nói nhiều khi cho con xem ảnh xoáy ca Lớn lên con trai cũng có thể xoáy theo đấy Lạc táp Không còn gì để nói Trương Nghiên đem điện thoại tới trước mặt lạc táp Em nhìn xem mẫu người đàn ông này có phải là loại em thích không Nếu đúng là mẫu em thích Dù lên giường hay xuống biển Chị của em cũng sẽ lùng cho được Rồi cho anh ta đến trước mặt em Lạc táp không có hứng thú Cũng không thèm nhìn Đẩy di động ra Em đưa với soái ca không có hứng thú Trương Nghiên Em gái à, cùng việc tuy quan trọng Nhưng cũng không quan trọng bằng tìm chồng đẹp đâu Em đừng dẫm vào vết xe đổ của chị Chị nhất định phải giúp em tìm được xoáy ca Rồi sinh ra một bé gái trắng trẻo mập mạp Sau đó gả cho con trai nhà chị Lạc táp cửa dây an toàn Xoay người lấy túi sách từ ghế sau Chu nghiêm lại lần nữa nhìn về phía chiếc xe thể thao màu đen Người đàn ông đó đã đi xuống Đi đến hướng cửa lấy thoát hiểm bên kia Tích tích, vàng hai tiếng Chiếc xe màu trắng được mở khóa Chu nghiêm sừng sốt, xoay mặt nhìn lạc táp nói không ngờ chủ chiếc xe việt dã này cũng là của anh ta. Đột nhiên, đối với người đàn ông này ấn tượng tốt tăng lên vèo vèo. Lạc táp đẩy cửa xuống xe, đi đến chỗ chiếc xe việt dã màu trắng bên kia. Nếu chủ xe cũng là anh ta thì đỡ phiền toái, trực tiếp đến yêu cầu anh ta dịch xe. Lạc táp cầm thẻ cảnh sát, gõ nhẹ lên cửa sổ xe. Người trong xe sửng sốt, hai giây sau mới phản ứng lại, hạ kính chắn cửa sổ. Kính xe chậm rãi hạ xuống, bên ngoài và trong xe đã hòa chung không khí. Người đàn ông đang ngồi trên ghế, cánh tay rất tự nhiên đặt ngang thành cửa xe, toàn thân đều lộ ra cảm giác không kiềm chế được, đang nhìn cô, cười như không cười, đáy mắt có chút nghiền ngẫm, còn có chút khinh thường. Khẳng định là cô đem ghép chung với những người phụ nữ ham hư vinh. Lạc táp cũng không để ý, đem thẻ cảnh sát đưa qua. Xin chào đồng chí, xe của ngài đang chiếm dụng trước cửa lưới thoát hiểm, phiền ngài di chuyển xe đi một chút, cảm ơn đã phối hợp. Từ mộ tranh hơi giật mình, ánh mắt lộ tiết kinh ngạc trong giây lát. Rồi lướt qua, khóe miệng vẫn là nhếch lên cười nhẹ, không rõ ý vị gì. Ồ, oh, đồng chí cảnh sát hả? Chào cô. Nói xong, lấy thẻ cảnh sát qua, nghiêm túc lật xem. Thẻ cảnh sát in họ tên, đơn vị công tác rõ ràng. Anh chụp trên thẻ là một khuôn mặt nhìn rất dịu dàng. Nhưng vị trong hình so với vị đang đứng ngoài cửa xe hiện giờ, thì lạnh lùng không bị kịp. Ồ... Oh người phụ nữ này hình như được cài sẵn chế độ để thay đổi khuôn mặt mỗi lần làm việc ấy nhỉ? Từ mộ tranh lấy di động ra cầm thẻ cảnh sát của cô chụp lại. Anh làm gì vậy? Làng táp từ bản năng giữa đây ra đoàn lại chiếc thẻ. Từ mộ tranh cầm thẻ né vào bên trong. Làng táp không lấy được. Anh nhỏ giọng khẽ nói: Thời buổi bây giờ đồ giả bay đầy trời. Tôi chỉ là một công dân bình thường thì làm sao phân biệt được thật hay giả? Chụp lại để xác minh một chút, cho chắc cũng tốt mà. Đã chụp xong. Anh ngẩng đầu nhìn cô cười nói Cảnh sát là không xảo chớ Ánh mắt lạc táp lại đi rất nhiều Nhưng lại không phản bác được Từ một tranh cầm thẻ cảnh sát trả lại cho cô Cảm ơn cảnh sát lạc Nói xong tay đã đặt trên tay cầm Cửa xe mở ra Lạc táp lưu về sau mấy bước Để khoảng cách cho anh mở cửa xe đi xuống Cô đoán được rằng Chắc chắn gã đàn ông này sẽ không đồng ý Phối hợp đem xe xe dịch đi Từ mộ tranh từ trên xe bước xuống Trong tay còn cầm một túi văn kiện đứng cách cô vài bước nhìn từ dưới lên trên đánh giá cô một phen trong đáy mắt bằng phẳng lộ vẻ bất cần cô gái này có mái tóc dài mặc một chiếc áo khoác gà bên ngoài trông rất đơn giản kết hợp với chiếc quần jean màu xanh lộ ra hai bàn chân nhỏ bên dưới trắng như tuyết vòng cách ăn mặc đơn giản gọn gàng và gợi cảm lạc táp cao một m bảy nhưng đứng ở trước mặt người này vẫn cảm thấy có chút bí bách không hiểu nổi tuy rằng đối với hành vi của người đàn ông trước mặt này cực kỳ phản cảm nhưng cô cố chịu đựng giọng nó cũng coi như ôn hòa tiên sinh vì ngày đêm xe dịch chuyển giúp đây là lối thoát hiểm từ mỗi tranh lời nhác giọng nói lại không đứng đắn ồ nếu tôi vẫn không xin dịch xe thì sao cảnh sát lạc cố tính làm gì tôi đây làng đáp cũng không yếu thế đây là lệnh không có chỗ để thương lượng từ mỗi tranh nhìn cô vài giây anh cười cười có chút mỉa mai tôi còn có việc phải lên trên kia gấp phiền cô nhé dứt lời đem chìa khóa xe ném cho cô là táp phản xạ có điều kiện rồi tay lấy chiếc chìa khóa xe chìa khóa xe vừa lúc dừng ngay ở trước ngực của cô cô nhanh chóng lấy tay mắt lấy thế nhưng không kịp chìa khóa rơi xuống nhưng không phải rơi ở trên mặt đất lạc táp nhíu mày trên ngực có hơi phập phồng hai bên tay đỏ lên Tưởng mộ anh ngay sau đó rời ngay tầm mắt đi nơi khác anh thề lòng anh sáng như ban ngày anh không hề cố ý một lát sau anh quay mặt sang liếc nhìn cô cảnh sát lạc vất vả rồi rời xe xong thì ra chìa khóa cho bảo vệ tòa nhà là được họ nhẹ hai tiếng nâng bước rời đi lúc này chu nghiêm đi đến cô nhìn xem vẻ mặt buồn bực của lạc táp rồi lại liếc mắt nhìn chiếc xe cửa xe đang mở người đàn ông kia cũng đã đi xa đây là ý gì có chuyện gì vậy lạc táp tức giận nói bị chó điền cái một miếng chu nghiên không hiểu ra sao lạc táp xoay người chuẩn bị ngồi vào trong xe chu nghiên ngơ ngác tại chỗ cô nàng lớn tiếng hỏi lạc táp lạc lạc em làm gì vậy lạc táp lấy chìa khóa xe di chuyển xe Chiêu Nghiên không khỏi thắc mắc, em lấy chìa khóa ở đâu? Lạc Tháp không lên tiếng, đến đâu lấy, đến ngực cô lấy. Bên trong áo khoác kaki là chiếc áo sơ mi cổ, chìa khóa xe theo ngực trượt xuống, áo sơ mi lại nhét trong quần jean, cho nên chìa khóa xe đã chạy đến bụng. Kim loại cùng da thịt tiếp xúc, lành lạnh mềm mềm, anh ta khẳng định là cố ý, cố ý đem chìa khóa ném trên ngực cô. Lạc tác cầm chìa khóa quay trở lại, ngồi trên xe chuẩn bị di chuyển hai tay chu nghiên vẫn đặt ở trên cửa xe không kiềm chế được hỏi cô rước cuộc có chuyện gì xảy ra nhớ lại màn kịch người đàn ông kia ném chìa khóa trong lòng lạc táp bây giờ rất khó chịu không có tâm tư nói chuyện chỉ nói qua loa không có gì chu nghiên sao có thể bỏ qua cơ hội buông chuyện bắt quán này được bày ra tư thế muốn đánh người lạc táp bất đắc dĩ liền em đầu đuôi câu chuyện kể hết một lần chu nghiên phủ một tiếng một giòn lệ khóe mắt ẩn ẩn hiện hiền ôi buồn cười chết mất giờ chưa mất lớp trang điểm cô nàng vội vàng dùng đầu ngón tay lau nhẹ giọt nước mắt sắp chảy xuống suy nghĩ lại một chút liền cười thành tiếng Xăm mặt lạc táp từ đỏ chuyển sang trắng liếc cô nàng một cái chiêu nghiên nín cười nói ai bằng ngực em to quá đội căm của áo đều căng ra sau đó không tự chủ cúi xuống liếc trước ngực mình nhìn một cái giống như chị này sau thời kỳ cho con bú cũng không lớn hơn bao nhiêu áo sơ mi rắn chặt trước ngực chìa khóa thế nào cũng không lọt vào trong áo được lạc táp nói về trái quyết của chu nghiên cô không có sức châm trọng rồi ánh mắt ra hiệu trung nghiên tránh sang một bên cô khởi động xe Chiêu nghiên lui về sau mấy bước chưa cảm thấy có chỗ nào không đúng chị nói này làng làng người đàn ông kia không phải có ý với em đó chứ đàn ông bây giờ tán gái đều dùng cách như vậy sao Xe đắt tiền như vậy cũng không sợ em lái đi sao lạc tam lên nhìn gương chiếu hậu bên cạnh bắt đầu dì xe loại xe này tự động định vị anh thân đem thẻ cảnh sát của em chụp lại rồi em chạy trốn đi đâu được Xung quanh không có chỗ đậu xe Lạc tát chỉ có thể đem xe đậu ở chỗ xa hơn Hai người các cô muốn ăn cơm tây Nếu đi chế sẽ không có chỗ Chu Nghiên liền đến trước chiếm chỗ Lạc tát thật vất vả mới tìm được chỗ Đậu xe xong cô liền tới phòng bảo vệ giao chìa khóa Đến phòng bảo vệ Cô lại đột nhiên nghĩ Thứ quan trọng như thế này Trực tiếp ném ở phòng bảo vệ thích hợp sao Nếu xảy ra chuyện gì Ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây Cô thở dài một hơi, so móc ấn đường Lần đầu tiên làm chuyện ngu xuẩn không có đầu óc như thế Lúc này có một người bảo vệ đi đến Khách khi nói Xin hỏi là cảnh sát lạc phải không ạ Lãn thắp gật đầu Đúng vậy Người bảo vệ cười yếu ớt Giao chìa khóa xe của tổng giám đốc tường cho tôi là được ạ Lãn thắp đưa chìa khóa xe rồi chế tiếp đi thẳng lên lầu Đến tầng 8 Thì tìm đứa chu nghiên Về mặt chu nghiên buồn rầu Tay phải che mặt Tay trái không thuần thục cầm cái nĩa Không yên lòng ăn Cũng không phát hiện ra cô đang đến Lạc táp ở đối diện cô ấy ngồi xuống Hỏi Làm cái gì mà không nhận ra em đến vậy Chu Nghiên giúp cô chọn salad Cô uống một hớp cà phê Lấy bắt đầu ăn salad Chu Nghiên ra hiểu cô nhìn bên phải Lạc táp nhìn qua Thấy tưởng mộ tranh cùng với một người phụ nữ xinh đẹp Cùng ăn cơm ở đây Anh ta đang chuyên chú nói chuyện điện thoại Còn người phụ nữ kia gấp sushi cho anh ta Hai người ăn rất thân mật Dường như cũng có cảm giác Tưởng mộ tranh bỗng nhiên nhìn sang bên này Bất ngờ không kịp đề phòng Ánh mắt hai người giao nhau Trông thế cô, từ một tranh không ngạc nhiên chút nào, sau đó khóe miệng của anh ta hơi nhếch lên, ẩn ý giễu cợt rõ ràng, lạc đáp, sẽ không cho là cô theo dõi anh ta chứ. Nhưng nếu anh ta nghĩ như thế thì cũng không quan trọng. Cô thu tầm mắt lại, không phản ứng với anh. Nhớ tới lúc trước bị anh trêu chọc, trong lòng lạc đáp cảm thấy khó chịu, Gấp dao bỏ vào trong miệng, dùng sức nhai, chợt cô hít một ngụm khí lạnh, tự mình cắn đầu lưỡi, nhưng cô làm như không có chuyện gì, đem mùi máu tanh trong miệng nuốt xuống. Hôm nay thật sự là xui xẻo mua bám mà Hẹn gì sau khi tan việc Mí mắt phải liên tục giật nháy Đối diện Chiêu nghiên giống như ống trúc ngược đầu vậy Nói không ngừng nghỉ Cô gái kia là vợ của bạn học chồng chị À chính là cô ta giúp chị mua mascara đó Lúc chồng chị họp lớp Có thể mang theo người thân Chị đã gặp cô ta một lần Ấn tượng về cô ta rất sâu đậm Xinh đẹp lại thời thường Thật không nghĩ ra cô ta là người phụ nữ như vậy Chồng cô ta đối xử với cô ta tốt biết bao em nói xem cô ta làm sao có thể chị đem ảnh chụp người đàn ông kia xóa đi đã mới vừa rồi chị đã điều tra chiếc xe màu trắng kia chủ xe là cô ta tường tiểu mễ không nghĩ tới người đàn ông kia lại là một kẻ ăn bám lạc táp lúc đầu trương miệng người bảo vệ gọi tổng giám đốc tường chính là tường tiểu mễ người đàn ông này là tài xế của cô ấy hay là trợ lý mặc kệ là cái gì cũng không liên quan đến cô chu nghiên vẫn còn là nhảy nói lạc táp xo so xo so lỗ tai không kiên nhẫn nổi nữa Chị có mệt không ăn một chút đi Cô tuyệt đối không muốn nghe chuyện gì Có liên quan đến người đàn ông này Tiền chết đi được 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 Không để chuyện của anh ta làm mất hứng nữa Chiêu nghiên viên áo không biết nên làm gì Nếu không thì coi như người mù Giả vờ không thấy tưởng tiểu mễ Cùng người đàn ông khác ăn cơm Ngoài miệng đáp lời lạc tháp không nói Nhưng vẫn là không quản được ánh mắt Cô thoáng nghiêng đầu Ngón tay đang lúc lộ ra khe hở Liền nhìn ra bên kia Đáy lòng cô không nhịn được mắng một câu Thật không biết xấu hổ cách chỗ ngồi đó không xa Tường tiểu mễ gấp ba miếng sushi đút cho tưởng mộ tranh anh vẫn đang nói chuyện điện thoại đối với cô không chút phòng bị nào Tường tiểu mễ liếc mắt nhìn trông anh một cái lén lén đem một tạt trộn với sushi cảm thấy còn chưa đủ lại bôi thêm một ít một tạt lên nữa cô trộn chung vào sushi cô đem chai một tạt bỏ xuống dưới chân ghế lại đem sushi hướng đến bế mép miệng của tưởng mộ tranh nhỏ giọng gọi chú ngũ tưởng mộ tranh không chút nghĩ ngợi há miệng cái một miếng sushi vừa mới nhai hai cái đột nhiên nồng nặc vị cay sọc đến thẳng lỗ mũi trước mặt một mảnh màu đen đại não cũng thể dài xung quanh có vài nhân viên phục vụ đang đứng anh lại không thể nhổ ra chỉ có thể cố nén nút xuống sau khi nút xuống nước mắt không kiềm chế được giờ xuống anh cùng người trong điện thoại nói một câu ngay sau đó liền cúp điện thoại lấy khăn ướt lau lau mặt cắn ra nghĩ lợi nói tưởng tiểu mễ cháu muốn chết phải không tưởng tiểu mễ liếc một cái hơn một tiếng ai bảo chú không đáp ứng cháu lên chương trình cô nàng đi làm ở một đài truyền hình trong đài muốn cô mời chú lên sóng chương trình cô vừa mới mở miệng liền bị tưởng mộ tranh không chút lưu tình cự tuyệt tưởng mộ tranh lau nước mắt bây giờ trong cổ họng đều nồng nặc mùi mù tạt tưởng tiểu mễ vẫn không buông tha khiến cho anh đi mới được không phải chú đã nói với cháu rồi sao thân phận của chú không thích hợp Ngoài chứ bây giờ buôn bán dầu mò ra trước khi anh còn có một thân phận khác vì để không phiền phức anh không muốn lộ mặt ra như vậy tưởng tiểu mễ không hiểu có cái gì không thích hợp chú là một thương gia để cao tính thăm của chú có gì không tốt Từ mộ tranh đúng lúc đổi chủ đề Cháu đừng nhìn chằm chằm chú như vậy được không Cháu có bản lĩnh thì đi tìm tứ cả ấy Tưởng tiêu mễ buồn bực Buổi trưa cô từ văn phòng chú tự chạy ra Bảo cô đi tìm chú năm Từ mộ tranh biết đây là công việc của tưởng tưởng mễ Cô phải trở về cùng lãnh đạo báo cáo nhiệm vụ Nhưng anh có nỗi khổ của riêng mình Chỉ có thể bù đắp vật chất thôi Cháu thích túi sách hay trang sức gì đều được Chú Nam tặng cho cháu Tường tiểu mễ không có phản ứng nhớ mày lên Cháu là cô gái thấy tiền liền sáng mắt lên sao Chú ngũ Chú cũng không phải không biết cháu Ở trong lòng cháu Núi vàng biển bạc đều không quý bằng tình thân giữa cháu và chú đâu Tường mộ tranh lời cũng có bất mẻ Giữa khoát nói Chú mới mua xe cho cháu Lái hai tháng Tường tiểu mễ kích động ôm cánh tay của anh Lắc qua lắc lại đến mấy lần Cắt ngang lời anh Mới mua xe rồi ạ à? Tắn cho cháu thật sao Ha Được 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 Lên sóng chương trình chú không cần đi nữa cháu biết chú có cái khó của mình công việc gì gì đó đều là phù viếm tình cảm chú cháu mới là quan trọng nhất sau này nếu ông bà nội còn ép hôn sự của chú cháu sẽ gắng sức sông pha chiến đấu cùng chú từ mộ tranh không phải tiểu mễ cháu hiểu lầm rồi ai nha cháu biết chú ngũ hiểu cháu nhất từ tiểu mễ đúng điệu nói thò tay vào trong cặp sách của anh tìm chìa khóa xe chú ngũ xe của cháu sẽ đưa lại cho chú nhìn xem cháu cũng đối tốt với chú mà sắc mặt từ mộ tranh đen lại Ừ cháu đối xử tốt với chú thật Cảm động lắm Tường tiêu mấy cười đắc ý nói Đó là điều đương nhiên chú cháu ta mà Nó đến chiếc xe kia thật có duyên với cháu Chú vừa mới xây dịch nó ra khỏi cửa của lấy thoát hiểm giúp cháu Bây giờ nó lại thuộc về cháu Trước đó vì không tìm được chỗ đậu xe Cô nàng dựng ngay chiếc xe trước cửa lối thoát hiểm Vì từ mộ tranh hô hoàng dạy dỗ Bảo cô lo xuống dưới xe đi ngay Cô cảm thấy không cần thiết Bởi vì cũng sắp phải về nhà rồi Kết quả từ mộ tranh về tự mình cầm chìa khóa đi xuống lầu nghĩ đến chiếc xe thể thao kia tường tiểu mế không còn tâm tình ăn uống lên hôn nhẹ lên má anh một cái cầm túi sách lên cứ như vậy mà cứ bước rời đi tưởng mộ tranh nhất cử nhất đồng của bọn họ đều rơi vào trong mắt của chu nghiên chu nghiên lắc đầu vốn là trong lòng còn ôm một chút tia hy vọng hoặc giả như tường tiểu mế đang cùng bạn thân ăn cơm nhưng mới vừa rồi còn ôm cánh tay lại làm nũng còn hôn nhẹ một cái cho dù ăn nhìn từ phía sau cũng không thể nào lừa dối nói bọn họ không phải quan hệ tình nhân đâu Lạc tháp gõ nhẹ xuống mặt bàn ý bảo Ăn nhanh còn đi, ăn xong rồi con về nhà sớm Chu nghiên thu hồi tầm mắt Chị đi lấy thêm mì ý Em có muốn ăn gì nữa không Cô nàng đứng dậy, lạc tháp có khoát tay Em no rồi Ánh mắt chu nghiên trừng thần lớn Em mới ăn chút lát liền no rồi hả Lạc tháp cười nhạt Gần đây đang giảm cân Em nói cái gì, em muốn giảm cân Chu nghiên bị đà kích có chút tổn thương nói Em nói em muốn giảm cân Thì những người ngược nhỏ, bụng to như chị phải sống thế nào đây Lần này hơi hơi do dự, rốt cuộc có nên ăn hay không? Bởi vì lúc trước phải ăn để có giữa mẹ, em của cô bây giờ đã 76,7 cm rồi. Nhưng thay đổi suy nghĩ lại một chút, dân vĩ thực vi thiên, ý co chuyện ăn uống là hàng đầu. Vì vậy, liền yên tâm thoải mái hướng về khu mỹ ý đi đến. Lạc tác cúi đầu, đem đồ ăn còn lại trong đĩa ăn hết. Thấy ly cà phê đã hết, cô liền đứng dậy đi lấy thêm cà phê, theo bản năng nhìn về phía từ mỗi tranh bên kia. Chỗ ngồi trống không, người đã sớm rời đi. Cô thu lại tầm mắt, Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam trầm ấm Tìm tôi hả? Lạc tam giật bắn cả mình Ngạc nhiên quay đầu Bởi vì khoảng cách hai người quá gần Khỉu tay của cô cọ tới cơ bộ rắn chắc của anh Cô phản xạ có điều kiện Lôi về phía sau vài bước Đôi mắt lại lùng của cô nhìn chằm chằm anh Lông mày khẽ nhíu lại Trong đấy mắt ánh lên tia giận dữ Từ mô tranh quay ngay tay trước ngực Trên tay phải có đang cầm ly rượu vang đỏ Anh đứng đó cợt nhà nhìn cô Khẽ môi khẽ nhếch lên hỏi một câu Cảnh sát lạc là... Cô đang tìm tôi hả? Lạc táp, cô cảm thấy không thể hiểu được. Tôi tìm anh làm cái gì? Tìm tôi làm cái gì? Từ mỗi tranh nhẹ nhàng, lặp lại từng chữ một, cười nói. Cái này thì phải hỏi cô rồi. Tôi cũng tò mò lắm đấy. Cô một đường theo đến đây, khẳng định có không ít lời muốn nói với tôi đúng không? Lạc táp há mồm, muốn nói lắm nhưng không biết nói cái gì. Người này ra mặt chắc phải dài cỡ 49 cây đao, đều trông không thủng. Nhìn thẳng và anh vào anh vài giây, khuôn mặt cô như cười như không. Khóe miệng nhích lên hỏi anh Vị tiên sinh à Có cần tôi đưa cho anh một cái gương cỡ lớn không Từ mộ tranh Khẽ nhấp một ngụm giữa vàng đỏ Nhưng tầm mắt anh vẫn luôn dừng ở khuôn mặt cô Anh bật cười ra điều thích thú ngữ điệu đặc biệt không đứng đắn Nhớ thế nào vậy Chẳng lẽ cảnh sát lạc muốn trao cho tôi vật đính ước trước hở Lạc táp nắm tràn ly cà phê đã uống cạn Nếu bên trong còn cà phê Cô cam đoan mình sẽ mất điều lý trí Trực tiếp hát luôn ly cà phê này Lên trên mặt muốn ăn đấm kia Cô nỗ lực không chế cảm xúc của mình xuống mức thấp nhất. Đưa cho anh cái gương là muốn anh tự lấy mặt sau so thời ký khuôn mặt mình xem. Chắc chưa ai từng nói cho anh biết đâu nhỉ. Khuôn mặt này của anh đầy tự tin đến mức tự luyến đấy. Từ một tranh không khí phản cười. Nếu ở trong lòng cô không thích tôi điên cuồng như vậy, thì cô cùng bạn của cô cứ bám giết theo tôi như vậy làm gì? Cảnh sát là lạc à, hình như dạo gần đây cho lạt mềm buộc chặt, phổ biến lắm phải không? Khuôn mặt là táp ngơ ngác, chớp mắt không rớt, từ khi nào cô cùng chuông yên bám giết theo anh ta vậy? Từ mỗi Tranh đưa mắt nhìn đồng hồ, có vẻ không còn thời gian, anh quyết định không tiếp tục nhàn nhã, thoải mái cùng cô làm gì nữa, đơn giản kết luận. Bắt đầu là chụp lén, sau đó là đưa thay cảnh sát để tiếp cận, cuối cùng là đòi giúp rời xe. Nếu cô thích rời xe, thì anh đã thỏa mãn nguyện vọng của cô để cô rời xe, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Lạc Táp cố ý tiếp cận anh ta, rời xe là mình bố thí cho anh ta cơ mà, còn được tặng thêm hành động vô lại, từ một tranh nhìn khuôn mặt đầy dạng dỡ của cô Nhưng nghĩ mình rất quân tử Nên vẫn để cho cô vui vẻ một chút Lạc táp cố đè nén cảm xúc Khi mình nói Tôi đây rất 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 biết ơn lòng tốt của anh Cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội Ngàn năm có một này tôi cảm động đến rời nước mắt Từ một tranh đạm cười Không cần khách sáo Một giây sau lại nói Cô thì đi rời xe Bạn của cô cũng đâu dám nhản rỗi Từ lên lầu 9 thì đột nhiên đổi thành lên lầu 8 Khi bước vào thì trước che sau giấu Nhìn chằm chằm nhất cứ nhất động của tôi Cố dừng hai giây lại tiếp tục Cảnh sát lạc à Tôi đây chỉ ở đậu xe bất hợp pháp một chút thôi mà Còn cô đây Là chuẩn bị tóm chặt tôi không bỏ Có muốn phạt tôi một cái hẹn phải không Làng tác kinh ngạc Một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại được Cô tốt bụng nhắc nhở anh ta Đừng chiếm giữ trước cửa lối thoát hiểm thôi Anh ta ngược lại trả đũa Cảm thấy cô cố ý tiếp cận Rồi muốn quấn chặt không tha sao Cái định luật này ở đâu rớt xuống vậy Người đàn ông này không chỉ có tự luyến không thôi đâu Bản lĩnh đổi trắng thay đen Cũng ở mức thượng thừa rồi đấy Trên người nghẹn cả một bụng tức giận Nhưng cũng không muốn cùng một tên điên so đo Một người điên đủ rồi Không cần phải thêm cô bảo nữa Anh ta không ngại mất mặt nhưng cô thì ngại Lạc táp nắm chặt lấy cà phê Nâng bước chuẩn bị rời đi Từ mộ tranh lên tiếng Phụ nữ giống như cô tôi gặp nhiều rồi Vốn dĩ tôi cũng lười phản ứng lại Nhưng tôi khuyên cô Lần sau có gì cũng đừng đem Thầy cảnh sát ra Mà làm đọc cụ nữa dù sao đó cũng là một nghề được người dân cả nước kính trọng, cô cũng nên có chút tôn trọng nó chứ. cô thấy tôi nói có đúng không? nói xong anh ngửa đầu lên, đem ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, Ít hầu liền xuống nhẹ nhàng, rượu vang đỏ đi xuống. anh nhìn cô vài giây, đem ly rượu đặt trên bàn, xoay người rời đi. lạc táp. tuy rằng nhẫn nại đã sớm thành thói quen người nghiệp của cô, nhưng giờ khác này, cô đúng thật là tiêu hóa không được cơn tức này. hai bàn tay đều run lên. em làm sao vậy? chu nghiên đã đi đến vừa rồi ở khu ẩm thực bên kia thấy được người đàn ông khi nãy đi đến cho rằng anh ta lại muốn tiếp cận lạp tác để mời hàng rất ghê tởm liền chạy nhanh đến cậu nghĩ người đàn ông này là đi nhanh như vậy hẳn nó đụng vào thứ không đụng được rồi nên mới dám dễ rời đi lạc táp đặt mạnh lên cà phê trên bàn kéo ra ghế dựa ngồi xuống vỗ vỗ ngực hỏi châu nghiên sao lúc nãy chỉ định đi lên tầng 9 vậy châu nghiên ngẩn ra nghĩ tới đúng là lúc nãy trong thang máy cô ấn nhầm tầng 9 nhưng ấn xong sau đó lại nhớ Tới nhà hàng Phơ ở tầng 8 Từ lúc mang thai đến giờ Chị làm gì có thời gian đến đây ăn Nhất thời chị nhớ có chút mơ hồ Hình như mang thai 3 năm nên chị bị ngốc luôn hay sao ấy Đến cả ca trượt ban mà chị cũng nhớ lầm Em cũng biết chị nhớ của chị dạo này ta đến độ nào rơi mà Sau đó hỏi cô À mà ai nói cho em biết chị đi lên tầng 9 vậy Lạc táp Gã đàn ông ăn cơm mềm nói Gã đàn ông ăn cơm mềm Ý nói đàn ông nhưng sống dựa vào phụ nữ Chú Nghiên Ngay sau đó là một bộ khinh thường biểu tình Anh ta tám phần là có trọng em rồi Cho nên muốn bắt đầu kết ra bạn bè với em đó Thật không biết xấu hổ Lạc đáp thở dài Anh ta cho rằng chị đến tầng 8 là thay em theo dõi anh ta Đôi mắt chú Nghiên đều thiếu chút nữa rớt cả con ngươi ra Háo mồm không nói lên lời Một lúc lâu sau Anh ta có biết xấu hổ không vậy Chị theo dõi anh ta á à, hả Một bộ dáng rời khóc rời cười biểu tình Lạc táp còn thêm màn xuất sắc phía sau nữa chỉ muốn nghe tiếp không chiêu nghiên không ăn tiếp nổi nữa tức no rồi cô ấy đem ống tay áo sơ mi vén lên thủ sẵn từ thế nếu anh còn nói hưu nói vượn tôi đây liền giết chết anh lạc táp liền đem chuyện vừa rồi về cơ bản kể lại một lần không có thêm mắm thêm muối tường thuật rất khách quan chiêu nghiên nghe xong máu nóng dơ lên não phải uống một bát lớn nước trái cây để áp đi cơn tức nhưng vẫn có cảm giác khói đang bốc ra hai tai sống đến giờ này chưa bao giờ từng uất ức như vậy Uống xong nước trái cây Chưa nghe lại đứng dậy đi lấy thêm một ly nước đá Đi một vòng sau đó quay lại Trong lòng tức giận chỉ tăng không giảm Cô ấy nghiến ra nghiến lời Anh ta rõ ràng chính là cái loại ăn cơm mềm Còn dương dương tự đắc đi ra huấn chúng ta Trong cơn giận dớ, Cô ấy lại uống đến mấy ly nước đá Trời ơi đạo lý này rốt cuộc là sao đây Chính mình không biết xấu hổ Còn tưởng ra mọi người trên thế giới này đều giống anh ta Không được chỉ nhất định phải bắt được anh ta Dạy cho anh ta chữ người nên biết thế nào Lạc táp ẩn ẩn thái dương Thôi cho qua đi, dù gì nãy giờ cũng phát hỏa ra được hết rồi Loại người như vậy không đáng để bận tâm Mà nói lại đúng thật là chúng ta chụp lén trước Chú nghiên Lập tức nghẹn khí Im lặng một lát Càng nghĩ càng dần Nhị không được nói tục luôn Mẹ nói chứ Ai mắt què mới coi chồng một gã ăn cơm mềm Lạc táp Chú nghiên còn muốn nói gì đó Chưa kịp nói ra Di động liền vang lên là chồng cuối gọi đến Ồ oh, ông xã Sau vài giây liền nói Được được em lập tức về liền Trước tiên anh cứ pha sữa bột cho con uống đã Cô nàng thu hồi di động hỏi Lạc Táp Em có muốn ăn nữa không? Lạc Tam lắc đầu Con trai chị ở nhà náo loạn hả? Ừ tối hôm qua còn tốt Dù xong liền ngủ Hôm nay không được Từ buổi chiều đã bắt đầu khóc Rồi quấy đến giờ Nghe giọng cũng lạc đi rồi Chị phải về sớm xem sao Chu nghe chị chỉ bán ăn đồ ăn Tiếc quá Lạc Tam đứng lên Đi thôi lần sau được nghỉ Chúng ta lại qua đây ăn đi Ôm lưng con trai chị đến Em để chị ăn hết đồ của tiệm này luôn Chu Nguyên trường mắt nhìn cô một cái Đem túi sách cầm lên Hai người sóng vai đi ra ngoài Là tác nói Chị đi trước đi em gọi taxi về được rồi Tối hôm qua trừ ban Hôm nay sau khi đưa xe về đơn vị Thì cô cùng Chu Nguyên đi luôn một chiếc xe Tiện đường mà em có taxi làm gì Đâu có tiện đường còn phải qua một ngã tư nữa Vài phút thôi Nhưng lạc tác vẫn là kiên trì muốn gọi taxi Có một cái ngã tư tuy rằng không dài Nhưng lỡ không ai kẻ xe Chờ 10 đến 20 phút đều không đủ con trai chị ấy còn đang ở nhà quế khóc Cô thấy không đành lòng Chu Nguyên Ảnh nói Như vậy nhé, chị chờ em đến gần ngã tư rồi cho em xuống đó Cũng gần nhà em nên không đến 10 phút liền đến Lạc táp gật đầu Cũng được, vừa lúc mỗi đêm em đều phải tản bộ Chu Nguyên liếc nhìn bụng nhỏ của cô Rồi lại cúi đầu nhìn bụng mỡ của mình Thở ngắn than dài Cái bụng này của chị khi nào mới có thể nhỏ lại được Lạc táp, ăn ít vận động nhiều Chu Nguyên, mất đi mỹ thực Sống như vậy thì ý nghĩa gì nữa Lạc đáp đà đá kết cô ấy Mập cũng có chỗ tốt của mập mà Thời tiết Bắc Kinh càng ngày càng ác liệt Chị lại phải thường xuyên trừ ban trên đường Lỡ như ngày nào đó gió lốc kéo đến Chị cũng không cần lo lắng bị thổi bay Chu Nghiên Lạc đầu sách kia Em có tin chị móc chết em ngay bây giờ luôn không Lạc đáp bậm môi nén cười Hai người xuống đến lầu dưới Từng cơn gió mùa thu thổi đến Mang theo chút hơi lạnh Chu Nghiên đem áo cài hết lên Ngày hôm qua còn chưa lạnh lắm Sau trận mưa hôm nay thì khác hẳn Lạc táp, Dự báo thời tiết có báo mà Sau cơn mưa thì mang chút hơi ẩm nên trời chuyển lạnh Lúc lại gần ô tô cô quay đầu hỏi Chu Nghiên Em lái hay chị lái đây Vừa chưa khi thăn tầm Chu Nghiên muốn trang điểm nên nói cô lái Vừa nói cô vừa mở túi sách ra tìm chìa khóa Chu Nghiên Em lái đi, cơn tức của chị vẫn chưa có tiêu đâu Cảm xúc đang rất kích động đấy Cô ấy đang lơ đã nhìn xung quanh Thì thấy ven đường có bóng dáng của một người đàn ông đang đứng Đang cúi đầu xem di động Đèn đường xuyên thấu qua bóng cây chiếu sáng vào một bên mặt anh, bên sáng bên tối. Trên đường còn rất lại những bụng nước sau cơn mưa. Ánh đèn nhẹ, nhẹ nhàng chiếu xuống đó. Chu Nghiên cẩn thận nhìn kỹ lại, không sai, chính là gã đàn ông ăn cơm mềm lúc nãy. Anh đang đứng ngay đầu ngã tư, thỉnh thoảng còn liếc mắt lên nhìn rồi cúi xuống bấm di động. Nhìn dáng vẻ chắc đang đợi người. Lang Lang, đưa chìa khóa cho chị, chị lái cho. Chu Nghiên đi vài bước đuổi theo Lạc Táp. Lạc Táp cũng không nghĩ nhiều, đem chìa khóa cho cô ấy. Cảm xúc bình phục rồi hả? Chu Nghiên cười, Chị chưa làm cái gì đó sao mà thoải mái được Lạc táp Ngồi trên xe Lạc táp cúi đầu cái dây an toàn Chưa yên đổ máy xe Khó khăn lắm mới đưa xe ra khỏi bãi đậu xe Khi xe vừa ra khỏi cô ấy còn rất mạnh miệng tuyên bố Lần sau không bao giờ lái xe đến đây ăn cơm nữa đâu Lạc táp Hình như câu này hai năm trước chỉ có nói rồi Chu Nguyên trợn trắng trong mắt lên Xe cách từ mộ tranh bên kia hơn 10 mét Lạc táp không chú ý người ngoài xe liền nghe Chu nói Lang lang em ngồi chắc chưa Chỉ ra tốc độ nhá Cô ấy mở đèn pha lên bắt đầu bấm còi Lạc tháp có điểm ngốc Nghiên nghiên chị định làm cái gì đấy Chu nghiên chị đây báo thủ cho em Lạc tháp trước trước mắt không hiểu cái gì Từ mộ tranh đang mày xem tin tức Bỗng như nghe một trận còi vang trói tay in ỏi Anh theo bản năng xoay mặt lên nhìn Đệt đèn pha thiếu chút nữa đem chọc mù luôn mắt Ô tô trước mặt kêu gào rồi bay vọt qua anh Ra một tiếng Bánh xe cán mạnh qua vùng nước trước mặt bắn đầy lên người, trên mặt cũng đầy. Từ mộ tranh hiếp mắt lại, cơ bắp căng cứng, không quên liếc mắt nhìn biển số xe. Khi chiếc xe màu đỏ rẽ vào đường quốc lộ, ngay lúc đó anh đã kịp nhìn rõ biển số xe. À, bị anh vạch trần tâm tư cho nên tức đến hộp máu, còn tưởng là phụ nữ có phẩm hạnh. Nhất định lúc ấy đầu óc anh bị nước vào rồi, chứ không sao còn xuống xe nói chuyện với cô. Áo sơ mi hơn phần nửa bị ướt, trên mặt còn đọng vài giọt nước. Anh sờ vào túi quần, không có khăn giấy, chỉ có thể lấy tay lau nước Từ đầu xuống cổ không nói lên được tư vị gì Khi chiếc xe màu đỏ đã đi vào đường quốc lộ Là tắc quay đầu lại Không nhìn thấy người đàn ông đứng ở ven đường đó nữa Mới vừa rồi cô liếc mắt Chỉ thấy hình dáng mơ hồ Không nhìn thấy gió trông như thế nào Nghĩ không biết có phải người đàn ông ăn cơm mềm đó không Còn không chờ cô hỏi Chu nghiên chủ động khai báo Là người đàn ông ăn cơm mềm đó đấy Lạc táp Do đó với người không đáng làm gì Chu nghiên, chỉ nhìn anh ta không thuận mắt tí nào, y và mình đẹp trai, liền tưởng rằng muốn làm gì thì làm mà. sau này người phụ nữ nào đi theo anh ta cũng là vận rủi tám đời. điện thoại lạc táp vang lên là du ngọc gọi điện đến. alo mẹ à, lạc lạc hả, tối nay có chữ ca không? không có à, tối nay nghỉ. vậy thì tốt, mẹ vừa mới số máy bay, mang cho con vài thứ. mẹ chỉ ở bắc kinh một đêm, buổi tối còn ký hợp đồng, sáng mai con phải bay đi hồng kông. hai giờ nữa mẹ sẽ tới khách sạn bốn mùa, còn qua đón một chuyến. Mẹ đã lâu lắm rồi không có gặp con Âm thanh lạc tháp rất thấp Được con biết rồi Vậy không nói nữa Mẹ có cuộc gọi khác đang gọi tới rồi Chiêu nghi nhìn cô một cái Gì đến đây à Lạc táp cất điện thoại Ừ cảm xúc không vui Làm sao vậy Không có gì Mẹ em một lát nữa đến khách sạn bốn mùa ký hợp đồng Bảo em qua đó trước Nói lâu rồi không gặp em Ngày mai con muốn đi Hồng Kông Trương Nghiên thở dài Ôi chao, gì cũng không dễ dàng gì em đừng không vui nữa Lạc táp. Không có em hiểu mà Cô cũng không biết phải dùng từ như thế nào Để hình dung tâm trạng của mình bây giờ Thật bất đắc dí lại rất bi thương Chu Nghiên Chị biết không có ai giống như em vậy Đêm khuya còn chạy đến khách sạn gặp mẹ mình Đang bàn công việc Gặp được 10 phút lại phải xa nhau Ai cũng không vui nổi Lại ăn ủi cô Nhưng gì cũng bận rồi, Chỉ ở Bắc Kinh có một đêm Thì phải quay về nhà Em cũng nên thông cảm cho gì ấy Lạc táp nhìn đèn hai bên đường Đang chiếu sáng những ngôi nhà xung quanh đó Nhưng cô không có nhà Cô có một biệt thự rất lớn Và chỉ có một mình cô ở đó Khái niệm về ngôi nhà của cô Chỉ dừng lại khi cô 7 tuổi Về sau cha mẹ ly hôn Ba chuyên tâm vào tổ chuyên án Thỉnh thoảng một hai tháng cũng không về nhà lễ một lần Mẹ cô thì đã có gia đình mới Nhiều năm như vậy Ngoài trừ những ngày nghỉ lễ cô đến nhà cậu Còn những ngày bình thường căn bản đều ở một mình Lúc nhỏ trong nhà còn có tài xế và cô giúp việc khi đã trưởng thành đi làm rồi cô ăn cơm ở nhà cực kỳ ít cô giúp việc chỉ đến vào ban ngày để thu dọn nhà cửa cũng không có ở lại Lạc lạc chú Nhiên thấy cô ngây người ra liền gọi cô một tiếng Lạc tháp quay đầu dạ cuộc sống không có ai hoàn hảo cả ít suy nghĩ những điều mình thiếu hụt đó đi mà hãy suy nghĩ về những điều hiện tại mình đang có chú Nhiên cố gắng thay đổi tình trạng không vui của cô em xem có nhiều người ở bắc kinh ra sức kiếm tiền quanh năm suốt tháng cũng không trở về thăm nhà lấy một lần liều mạng kiếm tiền thế mà còn không mua nổi lấy nhà riêng cho mình mua nhà cũng là nhà cho thuê muốn mua quần áo đều phải đặt trên mạng để người ta chuyển phát tới đúng lúc đèn đỏ chu nghiên dừng xe lại xoay mặt nói với cô em bây giờ có cả căn biệt thự bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ tới đó lạc tháp cười cười không nói thêm một câu nào có lẽ là bởi vì đã lớn nên suy nghĩ đã khác trước cô đối với chuyện đó cũng không còn quan tâm lắm nếu có thì chắc đấy lòng đã chết lặng lâu rồi Nếu như có thể trở lại 20 năm trước Cô thà lấy một nửa căn biệt thự Để đổi lại cuộc sống của ba mình không còn bật biểu nữa Có thể quan tâm đến cô một chút thôi cũng được Sau đó sẽ lấy một nửa căn biệt thự còn lại Để đổi lại người mẹ thuộc về riêng cô Không cần phải chia sẻ tình thương cho ai khác Chú nhìn vỗ vỗ bà vai cô Chị gái đây sẽ lập tức đem hôn nhân đại sự của em lên hàng đầu Đăng tin tuyển người yêu Tìm một người đàn ông tốt yêu thương em Lạc tháp thu hồi suy nghĩ trong đầu cười nói Em không tin vào ánh mắt nhìn người của chị đâu Chú Nghiên không phục Mắt của chị kém chỗ nào hả Lạc tháp Nhớ lấy lời chị nói Về sau phải đến khoa mắt khám thử đi nhé Chú Nghiên nghẹn một hơi Tức giận trợn hai mắt lên Lạc tháp ra hiệu cho cô ấy Đèn chuyển sang màu xanh rồi Chú Nghiên hừ một tiếng mới nổ máy xe Lại nghĩ đến chuyện gì đó nói Em không vội đi khách sạn chứ Lạc tháp lắc đầu Mẹ em còn chưa ra sân bay Chu Nghiên Vậy thì tốt, sau khi chị về đến nhà Em lái xe này đi đi, để cho thuận tiện Lạc táp Không cần đâu, em đón xe Em lái rồi, dám mai chị đi làm thế nào Chu Nghiên Chồng chị đưa chị đi làm, nếu không được thì chị gọi xe Một mình cô gái xinh đẹp như em Đêm khuya đón xe một mình không an toàn Được rồi, em không cần nói gì nữa Cứ quyết định như vậy đi Lúc này bên phía từ mộ tranh Tài xế đã tới đón anh Ngồi lên xe, anh vẫn còn buồn bực Tài xế hỏi giám đốc tưởng đi đâu ạ à? tưởng mộ tranh đi đến khu mua sắm gần đây đi sau đó đến khách sạn bốn mùa dạ được điện thoại trong túi vang lên lấy ra nhìn một cái ấn đường anh cao lại nhấn nút chấp nhận alo mẹ à sao lại dậy sớm thế ạ à? anh và mẹ thi thoảng có chút không hợp đào dẫn phàm chính là nhắc nhở cậu đừng quên liên lạc với dì du của cậu tưởng mộ tranh con không quên lập tức đi ngay đây ạ à? đào dẫn phàm lại can dặn tôi gửi dì du mang đến vài thứ cái túi lớn đó đều là cho anh của cậu Đều là thức ăn mới, bảo đảm chất lượng Nhưng hạn dùng chỉ có 5 ngày thôi Cậu đến lấy rồi sau đó trực tiếp đem đến cho anh của cậu Từ mọi tranh cảm giác không tốt cho lắm Cái túi lớn đều đưa cho anh ấy hết hả Đào dẫn phàm Đúng vậy, anh cậu nói với tôi Là nó thích bánh ngọt Chị dâu của cậu cũng rất thích ăn Tôi làm mang đến cho nó Biết cậu không thích ăn đồ ngọt Nên cho cậu lấy hai cái thôi Đưa cho anh ấy một túi lớn Còn mình thì chỉ có hai cái bánh nhỏ Ngực tử mộ tranh hơi khó chịu Buổi tối con còn có buổi thứ giãn giao quan trọng Lại còn phải đem đồ cho anh ấy ăn nữa hả Giọng đào dẫn phàm nhẹ nhàng Ừ hư ừ, nếu không thì sao Vậy sao mẹ không để anh ấy tự mình đến lấy Anh của cậu tan làm con đi đón vợ Cậu thay chân anh cậu đi đi Tử mộ tranh Đem cửa xe hạ xuống hít thở không khí Thực sự kim đâm vào tim mà Mẹ sao lúc sinh ra mẹ không bóp chết con luôn đi Để tránh cho con phải chịu khổ như thế này nếu như bóp chết cậu Thì bây giờ lấy ai thay cậu làm chân chạy vặt chứ Đào dẫn phàm cười Chờ cậu tìm được người yêu Thì chân chạy vặt kia để cho anh cậu với vợ nó làm Tử mộ tranh Anh biết mẹ vòng đi vòng lại Cũng lấy chuyện hôn nhân ra mà thôi Nhanh mẹ ngắt lời Chỉ là đi lấy một túi đồ Anh ấy không có thời gian Thì có thể để tài xế Hoặc cô giúp về tới lấy cũng được ạ à? Sao lại sai con đi chớ Đào dẫn phàm Mẹ và dì Du Mặc dù nhiều năm rồi không có liên lạc Nhưng khi học đại học hai chúng ta rất thân nhau gì ấy là trưởng bối giúp các cậu đem đồ ăn đến các cậu thì khỏe rồi để cho tài xế với giúp việc đi tới lấy là sao vậy là không tôn trọng người ta đó có hiểu không xe ô tô chạy đến bãi đậu xe của khu mua sắm tài xế đem xe dừng lại từ một tranh để cửa xe đi xuống cùng mẹ nói một câu con biết rồi cũng đây ạ à. có điện thoại gọi tới sau khi cuộc gọi kết thúc anh đi thẳng vào khu mua sắm áo dính nước đã loang lổ, đi gặp người ta thì quá thất lễ về nhà thay áo khác thì sẽ không kịp nên chỉ có thể đi mua áo mới rồi thay luôn Cô quần áo dành cho nam giới ở tầng 5 Từ mỗi tranh không đi thang máy Đến chỗ cầu thang bộ Hành lang không có bóng người Chỉ có tiếng bước chân của anh vọng lại Anh từng bước từng bước đi lên bậc thang Sắp tới tầng 5 Còn chưa kịp để cửa thoát hiểm Thì cửa thoát hiểm bên trong bị đẩy ra Hai người đều là ngẩn ra Bắc Kinh lớn như vậy Ở chỗ nhỏ như thế cũng gặp được Từ mỗi tranh đưa tay ra khách khí chào hỏi Lâu rồi không gặp Phó Duyên Bác cũng đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay anh. Quả thật đã nhiều năm rồi. Hai người từ nhỏ đến lớn sống trong cùng một khu nhưng lại không có giao tình gì, sau khi lớn lên thì lại học chung một học viện quân sự, rồi cùng ở lại trong quân đội. Sau đó từ mộ tranh chuyển sang hải quân, còn Phó Duyên bác lại chuyển ngành vào cục điều tra hình sự. Từ đó hai người không có gặp nhau nữa. Từ mộ tranh đưa cho anh ta điếu thuốc, Phó Duyên bác cũng không hề khách khí, vươn tay nhận lấy điếu thuốc, hai người ăn ý đi đến khu bên kia hút. Ai cũng không ngồi xuống, chỉ đứng bên cửa sổ. Phó Duyên Bác lên tiếng hỏi trước Vẫn còn ở quân đội à? Từ mộ tranh châm điếu thuốc Hít một hơi mới trả lời anh ta Buồn bán dầu mỏ Những người khác đều không nói thêm Phó Duyên Bác khá dưỡng sờ Nhưng lại nghĩ từ mộ tranh từng ở đại đội quân khu số 6 Làm tiếp viện quân sự Thi hành những nhiệm vụ khó khăn Đều thập tử nhất sinh Chắc hẳn sau đó người nhà phản đối Nên anh lựa chọn xuất ngũ Anh ta cũng không tiện hỏi nhiều Từ mộ tranh liếc mắt nhìn anh ta Còn cậu vẫn còn ở cục điều tra hình sự sao? phó duyên bác nhà khói sau đó mới nói cấp trên mới vừa điều đến cục giao thông khi anh ta nói chính mình cũng cười cười bộ dạng bất đắc dĩ trong nhà tạo áp lực Bức cho anh ta phải bỏ cục điều tra Ăn bài ở nơi khác ít nguy hiểm Đấy mắt từ mộ tranh hiện lên tia ghê ngạc anh hỏi đến cục giao thông không phải chính là anh hùng không có đất dụng võ sao phó duyên bác à cũng tạm được lâu lâu còn có thể đi điều tra về án giao thông từ mộ tranh nghiêm mắt cục trưởng đi phá án giao thông sao Phó Duyên Bác chậm rãi nhà khói Phó cục thôi Từ mộ tranh chơi đùa nói Điều giống nhau mặc kệ trường hay phó Về sau người khác đều phải gọi hai tiếng phó cục Phó Duyên Bác cười cười Lúc sau lại trầm mặc Vốn hai người đàn ông cũng không có đề tài gì để nói Lại thêm không thân thiết gì nhiều năm Đều đã chuyển công tác Thân phận mỗi bên đều có chút không thích hợp để nói nhiều Chẳng ai nói thêm điều gì nữa Hai người đều đứng đó hút thuốc Nhìn về phía đèn đường bên ngoài cửa sổ Không hiểu vì sao Khi nhắc tới cục giao thông Phản ứng đầu tiên của tiểu mộ tranh Chính là về người phụ nữ họ lạc Anh gặp vừa rồi Loại phụ nữ này Về sau ai cưới phải Thì đúng là sơ sẹo tám kiếp Nhưng chắc cũng không có người đàn ông nào coi trọng cô ta đâu Trừ khi mắt mù Đầu óc hỏng rồi Hút xong điếu thuốc Từ mộ tranh nhìn phó duyên bác nói Hôm nào chúng ta đi uống với nhau vài chén nhé Giờ tôi có việc Phải nhanh chóng đi gặp trưởng bối Anh đem đồ thuốc ấn xuống ném vào thùng rác Phó Duyên Bác để ý theo sơ mi đang ướt của anh Được, vậy thì không nên chậm trễ Lúc nào rảnh chúng ta nói tiếp Hai người lại lần nữa bắt tay Ai cũng đều hiểu Nói lần sau gặp lại Chỉ là lý do khách sáo cho có Hai người đều không lưu lại phương thức liên hệ của nhau gì cả Từ mộ tranh đi vào gian hàng thời trang nam Cho lại một chiếc áo sơ mi Đưa cho nhân viên bảo lấy mẫu màu trắng Sai 185 Nhân viên nói xin lỗi Xin lỗi tưởng tiên sinh Màu trắng chỉ còn sai 180 185 vừa bị một vị khách mua rồi ạ à. nhãn hiệu này Mỗi mẫu chỉ có một màu Mỗi màu lại chỉ có một size. Từ mộ tranh nhớ lại vừa rồi trong tay phó diên bác rách theo túi giấy chính là nhãn hiệu này anh cùng phó diên bác từ nhỏ đã không chơi cùng nhau lớn lên không oán cũng chẳng thù không biết vì lẽ gì mà ngầm hiểu là không hợp tính nhau rất ít khi nói chuyện gì quá hai ba câu rõ ràng là không thân nhau bao nhiêu nhưng gu thẩm mỹ thì lại hoàn toàn giống nhau đến bất ngờ ngay cả cỡ quần áo cũng nhắm ý nhau anh nghĩ hoài nhưng thật sự không hiểu nổi vì sao nhân viên lại nhỏ giọng dò hỏi thường tiên sinh mẫu này còn màu đen hiện màu đen đang có sai ngày cần ngày có muốn đổi ra màu đen không ạ à? từ mộ tranh cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu được lấy cho tôi màu đen Đèn nhãn hiệu cắt luôn đi tôi thay bây giờ luôn vâng ạ ngày chờ một lát chỉ vài phút nhân viên đã đem áo sơ mi đến cho anh nhãn hiệu cũng đã cắt đi từ mộ tranh thay xong áo vô vàng rốn lầu đến khách sạn bốn mùa từ mộ tranh ở phòng nghỉ đợi tầm một giờ mới thấy du ngọc cầm hợp đồng đi đến đây cũng là lần đầu tiên từ mộ tranh nhìn thấy du ngọc Nhìn qua bà với mẹ anh rất giống nhau Tuy rằng đã hơn 50 tuổi Nhưng nhan sắc được bảo dưỡng kỹ càng Khí chất lại càng được duy trì Mỗi dáng đi đều lộ ra sự cao quý cùng ưu nhã Dù Ngọc vừa thấy anh Đã vội vàng nói xin lỗi Bảo rằng hôm nay mình có việc gấp nên đến trễ Từ mộ tranh lại nói Hiện tại mình cũng không có việc gì gấp Ở nhà hay ở đây đều giống nhau Chỉ ngồi xem tin tức thôi Dù Ngọc đem đồ đào dẫn phàm gửi cho từ mộ tranh Mẹ cháu còn nhờ chuyển lời đến cháu một câu Bảo cháu trong đêm nay đưa đến nhà anh của cháu luôn từ mộ tranh tự mình chiêu chọc Ôi gì à Dì cũng biết hiện tại mẹ nhà cháu rất biết sai bảo mà Mỗi ngày đều tỉ mỉ Lựa chọn công việc khó khăn Gian khổ để dành cho cháu thôi du Ngọc cười nói Cháu nhắc đến nhà mới nhớ Nhà dì cũng có đứa con gái tầm bọn cháu đấy Từ mộ tranh thuận miệng hỏi Ồ vậy à là em gái à du Ngọc gật đầu Đúng vậy nhỏ hơn cháu 4 tuổi Từ mộ tranh Con gái như chi kỷ Mẹ cháu nằm mơ đều muốn có con gái đấy à du Ngọc Hai ngày trước mẹ cháu còn nói giỡn Muốn em cháu đổi lấy con bé đấy Từ mỗi tranh cười Hèn gì mẹ cháu toàn ghét bỏ cháu thôi Anh nhìn đồng hồ Gì à cháu không quấy rời gì nữa Cháu đem đồ đến nhà anh cháu luôn đây ạ. À? Sau đó lại chân thành mời Chờ gì đi công tác về Cháu cùng anh của cháu mời dì và em đến nhà ăn cơm Thứ bảy tuần sau hoặc là cuối tuần Dì dài ngày nào đến ngày đó Được được khi nào dì về sẽ gọi điện cho cháu Vừa lúc em nó cũng có thể kết giao thêm nhiều bạn bè Nhắc đến là táp dù ngọc thở dài Dì của ba nó ly hôn đã lâu Tính cách nó dần thay đổi Ít nói, không có bạn bè gì nhiều Vừa lúc các cháu cùng lứa tuổi với nhau Nên dễ nói chuyện hơn Nếu có thấy ai thích hợp thì giới thiệu cho nó với nhé Từ mỗi tranh cười nhạt Không thành vấn đề Sau này quen biết nếu cháu ra ngoài chơi Chắc chắn sẽ mang theo cô ấy để tiện kết giao thêm bạn bè Đơn giản hàn huyên thêm vài câu Từ mỗi tranh liền cáo từ Dương ngọc qua điện thoại cho lạc táp Lạc lạc, mẹ đã xong việc rồi, con ở đâu Mẹ đến gặp con luôn nhé Lạc táp không cần đến đâu à Con qua mẹ ngay đây Cúp điện thoại Lạc tác đến quầy thanh toán Sau đó rời khỏi quán cà phê Cô đã đến khách sạn từ trước Nhưng ngồi đợi ở khách sạn nhàm chán quá Nên cô quyết định ghé vào quán cà phê bên cạnh ngồi xem tạp chí Nhưng cô không nghĩ đến được rằng Chỉ trong một đêm mà gặp gã đàn ông ăn cơm mềm đến ba lần Nếu cứ tiếp tục như vậy Cô nghĩ chắc mình phải nhanh chóng đi mua vé số thôi Cửa thang máy chậm rãi mở ra Lạc táp đứng bên cạnh chờ người ở trong ra hết Trong lúc vô tình lướt qua bên cạnh khi thấy ngay bóng người này Mắt cô mở hết cỡ Đúng là gặp quỷ mà Âm hồn không tan Từ một tranh cũng Anh liếc nhìn cô chằm chằm Hai người giằng co vài giây Chợt Anh lạnh giọng xùy một tiếng Ồ ồ Cảnh sát lạc Giấy dưa mãi nhỉ Lạc tắp hiếp mắt lại Nhìn lên áo sơ mi của anh Đã đổi thành màu đen Vốn đang muốn nói xin lỗi anh Ngầm nghĩ thấy hành vi bắn nước của mình Có được chút không phải Nhưng vừa nghe khẩu khí của anh thì lại ngô ra Chắc lại nghĩ mình đang theo dõi anh ta đây mà Cô cười mỉa mai Ý anh muốn nói là tôi đang lì lợm bám theo anh đấy hả Từ mỗi tranh hỏi lại Chẳng lẽ không phải Lạc táp Bệnh của anh ấy à tôi nghĩ nặng lắm rồi đấy Hoa đã thấy thế cũng không chứa được đâu Cô chỉ chỉ hai mắt của mình rồi dơ, dơ lên chỉ đầu của mình Mắt tôi không bị mù não cũng không ngấm nước Tôi đâu có bị điên mà theo dõi anh Thang máy từ tầng hầm đến nơi Cửa mở ra Lạc táp hung hăng lướt xéo anh một cái Từ trước mặt anh đi ngang qua Cô còn cố ý đem gót giày đạp lên chân anh Dùng lực không hề nhẹ Sau đó bình tĩnh từ từ bước vào thang máy Từ mộ tranh, mẹ nó đau Lên đến trên lầu Dương Ngọc bên trong điện thoại nói Ừ, tôi còn có việc Nghe được tiếng bước chân Cô quay đầu lại khóe miệng cười nhạt Nhanh như vậy à Lại cùng người trong điện thoại nói Tôi có máy đây, lạc lạc lại đây Lạc táp ngồi xuống bên cạnh Lịch trình của mẹ bận lắm mà Dù Ngọc nói Ngày mai mẹ phải đi Hồng Kông bàn công việc Chú sở nói đã lâu rồi mẹ không đi chơi với con từ lần cùng đi Thụy Sĩ đến giờ Lần này vừa lúc Tư Tư có ngày nghỉ Nó đang ở Hồng Kông Con cùng mẹ với chú Sở đến Hồng Kông gặp nó vài ngày nhé Lạc táp không lên tiếng Chú Sở là chồng mới của mẹ cô Sở Tư Tư là con vợ trước của chú Nhỏ hơn cô 3 tuổi Đang du học ở nước ngoài Hai người cô như nước với lửa Gặp nhau chưa nói được câu gì đã cãi nhau Mỗi lần đi ra ngoài chơi Mẹ và chú Sở sẽ cùng nhau đi chơi với cô một nơi Xong rồi lại quay sang cùng với Sở Tư Tư đi một nơi khác Dù Ngọc cũng biết có một số việc đã in hẳn sâu và trở thành vết sẹo trong cô không ai có thể chạm vào đó được từ khi bà cùng sở tư tư phát sinh quan hệ mới này thì quan hệ giữa con gái bà cũng phai nhạt dần theo năm tháng nhìn phản ứng của nó hiện giờ là bà không có cách nào chạm vào được bà dựa tay khẽ chạm vào mặt cô sao gầy vậy con lạc táp đang giảm béo mà mẹ còn có chỗ nào béo đâu mà giảm công việc thì hao tốn thể lực nhớ mỗi bữa phải ăn đúng giờ phải ăn cho no đấy dô ngọc lấy túi giấy bên cạnh đưa cho cô đây là mẫu mới thu đồng đấy Trong nước còn chưa bán đâu Lạc táp đưa tay tiếp nhận Nhìn qua nhưng không nói gì Mỗi lần đến gặp mẹ Mẹ đều mua quần áo mới đưa cho cô Đều là nhãn hiệu nước ngoài Lần nào cũng giống nhau Còn áo khoác này mẹ mua cho con trai chu nghiên Con đi làm thì đưa cho nó nhé Dù Ngọc lại đưa thêm một túi giấy nhắc nhở Người bạn thân duy nhất của cô là chu nghiên Tuy chu nghiên lớn hơn cô vài tuổi Nhưng hai người lại hợp tính nhau Chơi với nhau khá thân Cho nên mỗi lần đi công tác Mẹ mua quà cho cô đều sẽ nhớ đến chu nghiên Lạc táp Lần sau không cần mua đâu Thằng nhóc đó lớn nhanh lắm Mẹ mua lỡ không vừa thì phí Cứ để con mua là được Dù Ngọc Sao lại giống nhau được Đấy là quà của con Bà lại hỏi Dạo này con có hay đến nhà cậu chơi không Lạc táp Hai tuần này phải tập trung kiểm tra tuần lễ an toàn giao thông Không có thời gian qua Cuối tuần nghỉ ngơi con sẽ đến Dù Ngọc Cuối tuần mẹ cũng về rồi Cùng con qua nhé Khi nào con được nghỉ phép Nói sao đi mẹ gần nhất cũng chưa có lịch nghỉ Cũng không vội Nếu con có lịch nghỉ thì báo mẹ để mẹ sắp xếp nghỉ luôn Chúng ta đi Thụy Sĩ chơi Lạc tắp ngần người Sao lại muốn đi Thụy Sĩ Năm trước đã cùng cô đi một lần rồi Hơn nữa cũng vừa đi Thụy Sĩ về Dù Ngọc Mẹ ở bên kia gặp lại bạn học Nhà cô ấy có trồng vườn hoa đẹp lắm Không phải con rất thích hoa cỏ sao Vị kia cũng rất thích Lần trước mẹ với con chỉ đi chơi ở vài thành phố ở Thụy Sĩ thôi Nhưng giờ mẹ mới biết Thì ra vùng ven thị trấn mới thực sự đẹp Lạc tháp gật đầu lại nghĩ đến hiện tại Nếu được sang mùa xuân chúng ta đi Mùa xuân cảnh sắc đẹp Cuối mùa thu như bây giờ cũng không có gì đẹp đâu Mùa xuân đương nhiên đẹp rồi Nhưng mùa thu cũng có cái đẹp riêng của nó Không giống nhau Cũng đúng Cuối tuần này bên con đang triển khai phân làn giao thông Ở khu vực đường sấm hồng Xong đợt bận rộn này con sẽ xin nghỉ phép Lại nói chuyện phím thêm vài câu Lạc tháp nhìn thời gian đã 11 giờ Mẹ trở về đi Sáng mai còn phải dậy sớm Dù Ngọc cũng cảm thấy hơi mệt vì mấy ngày nay liên tục bận rộn lấy đồ rồi cũng lạc tháp xuống tầng vào thang máy Dù ngọc đột nhiên nhớ đến tầm mộ tranh đúng rồi lạc lạc cuối tuần này mẹ về chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm nhé con trai gì đào mời khách lạc táp không phải gì đào ở nước ngoài sao Dù ngọc mấy đứa con trai gì ấy ở bên này lạc táp đối với bữa cơm mời khách này không có gì hào hứng cô không thích xã giao tiệc tùng cảm thấy rất phiền phức dù ngọc cũng nhìn ra được suy nghĩ đó vội giải thích vốn dĩ mẹ cũng không định đi nhưng nghĩ đến con hay thích vận động Đôi khi kết thêm bạn bè cũng vui Con cùng con trai gì đào kết thân rồi Có gì lâu lâu ra ngoài chơi với nhau cho vui Con có người chiếu cố Mẹ cũng yên tâm hơn Con có thể kết thêm nhiều bạn Nói không chừng là có thể gặp được người thích Tính cách của con gái bà rất mạnh mẽ Nội tâm cũng cương cáp Bà lại không thể cưỡng ép nó đi xem mắt Nó hình như cũng không phải luyến ái gì gì đó Nhưng cứ nhìn nó độc thân mà bà lại rất ruột Lạc táp sợ mẹ lo lắng Để phải gật đầu Sau khi chia tay mẹ Lạc táp về nhà Xe trên đường đã ít dần Không còn náo nhiệt như ban ngày Ngay cả đèn đường cũng thêm phần quạnh quẽ Trong xe rất yên tĩnh Lạc táp mở nhạc Nhạc dạo rất dài Nên cô chưa nghe được lời nào cất lên Đang suy nghĩ Liệu có phải là một bài hát tiếng Anh hay không Nhạc dạo vẫn mệt mà chạy mãi Một lát sau âm thanh khàn khàn truyền đến tai Tuyết đầu mùa 2012 muộn hơn trước Lạc táp Chợt chính mình bật cười Không biết lý do vì sao Cô cứ ngồi trong xe cười vang Cũng không thắt nhạc cứ như vậy nghe hết cả khúc cảm thấy cũng không tồi xe đến trước cổng tiểu khu lạc tháp giảm tốc độ nhìn thấy xe hơi màu đen ngay phía trước đang chờ sót thẻ cố hiếp mắt nhìn xong đời thẻ ra vào cổng vẫn còn để quên trong xe kia ngồi trong xe từ một tranh nhìn ra sau không nghĩ đến lạc tháp một đường bám theo anh đến tận đây cảm ơn các bạn đã nghe chuyện xin chào và hẹn gặp lại